Hôm nay mình xin giới thiệu cuốn sách Thời Khắc của tác giả Cunningham. Cuốn sách đoạt giải Pulitzer năm 1999 và bộ phim cùng tên đã đoạt giải Gấu Cầu Vàng và Oscar năm 2002. Tác phẩm kể về ba giai đoạn, ba thời điểm của ba người phụ nữ khác nhau vào năm 1929, vào năm 1951 và thời hiện đại. Đó là kể về những khoảnh khắc mà những người phụ nữ người ta trân trọng, những giây phút vui buồn trong cuộc sống. Nói về tâm lý của người phụ nữ trong từng thời khắc, trong từng giai đoạn mà tác giả đã có một sự liên kết rất hay, rất tuyệt.